VFF thay đổi chính sách cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF được cho là sẽ có thay đổi quan trọng về cầu thủ nhập tịch cho các đội tuyển quốc gia trong thời gian tới. Cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 đang vô cùng nhỏ nhoi sau thất bại bẽ bàng 0-3 trước Indonesia ngay trên sân Mỹ Đình tối ngày 26 tháng 3. Trận thua này cũng là giọt nước tràn ly khiến huấn luyện viên Philippe Chucié bị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Dưới thời huấn luyện viên Chucié Đội tuyển Việt Nam đã thua Indonesia 3 trận liên tiếp chỉ trong vòng 2 tháng, không ghi nổi bàn thắng nào và để thủng lưới 5 lần. Lần đầu tiên sau 20 năm, những chiến binh sao vàng lại phải nhận trái đắng trước đội tuyển xứ vạn đảo trên sân Mỹ Đình. Bên cạnh việc đội tuyển Việt Nam sa sút, một điều phải công nhận là chất lượng đội tuyển Indonesia đã được nâng cấp sau khi họ được bổ sung hàng loạt cầu thủ nhập tịch từ châu Âu, đa số là gốc Hà Lan. Hai trên ba bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam hôm 26 tháng 3 được ghi do công của Jayis và Ragna Orat Mangoen, hai ngoại binh mới được gấp rút nhập tịch thời gian gần đây. Thể hình cao lớn và kỹ thuật tốt do được chơi bóng ở châu Âu giúp các cầu thủ nhập tịch Indonesia gây ra nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Họ tỏ ra áp đảo trong các tình huống tranh chấp tay đôi cũng như thi đấu nhanh, trực diện hơn. Với việc Indonesia hay Thái Lan, Malaysia dần mạnh lên trông thấy nhờ các cầu thủ nhập tịch đội tuyển Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ bị tụt lại. Nói về vấn đề này, đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, thừa nhận cần có sự thay đổi. Chia sẻ với truyền thông, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết, rõ ràng bóng đá thế giới đang thay đổi rất nhanh và chắc chắc trong thời gian tới bóng đá Việt Nam cũng sẽ có nhiều thay đổi. Chúng ta đã nhập tịch được cầu thủ gốc Việt, ví dụ Philip Nguyễn. Chúng ta nhìn sang các quốc gia khác và nhận thấy rằng họ cũng đang thay đổi như vậy. Chúng ta không thể nào giữ lại quan điểm cũ được nữa rõ ràng là có những quan điểm mới. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã suy tính để giúp lực lượng của đội tuyển Việt Nam ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, VFF không phải đơn vị giải quyết về vấn đề nhập tịch mà phải theo luật quốc tịch Việt Nam. Chúng tôi không thể đứng ra nhập tịch cho một cầu thủ, mà phải dựa vào cầu thủ ấy có đảm bảo các điều kiện theo luật định hay không. VFF xin lỗi người hâm mộ khi kết quả của đối tượng Vitesse Nam không tốt thời gian qua. Chúng tôi rất mong muốn người hâm mộ luôn luôn đồng hành cùng bóng đá Việt Nam. Chúng ta đang phấn đấu cho kế hoạch cho vòng loại World Cup 2030, ông Trần Anh Tú nói thêm